Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu đầm này nhé. Đây là một mẫu đầm dạng của cúp ngực. Chúng ta có phần tay nhún này. Đó. Thân trước chúng ta sẽ có một đường bổ ở giữa. Chúng ta có 1 ly, 2 ly và 3 ly. Cái phần nơ này chỉ là cái kẹp vào cái phần ly đầu tiên thôi nhé. Chưa nhỉ? Các bạn có thể tìm Facebook của mình ở đây. Các bạn lên Facebook và tìm kiếm cái nick Facebook này của mình này. Bạn nào có nhu cầu học cắt may có thể nhắn tin cho mình nhé. Được chưa? Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm ly banh. Phần thân sau các bạn chưa vẽ ly vội nhé. Đây. Đầu tiên các bạn sẽ kéo dài tâm ly lên cho mình. Từ đường hàn nách các bạn lấy lên cho mình tầm 4 đến 5 phân. Kẻ ngang ra đây cho mình một đường này. Chưa? Từ tâm ly mỗi bên các bạn lấy ra cho mình 0,5. Chúng ta chiết một ly nhỏ một phân vào đây. Đây là thân trước nhé. Thân sau này. Thân sau này các bạn có thể chia 3 cái đường chéo nách ra cho mình. Chúng ta chia 3 ra. Sau đó các bạn sẽ kẻ cho mình đường hơi chéo xuống sống lưng. Và bớt sống lưng vào cho mình 5 đến 7 ly. Rồi chúng ta sẽ cắt phần này ra. Chưa nhỉ? Thân trước này họ sẽ gấp cái phần này vào, gấp ly vào nhá. Rồi các bạn sẽ kẻ lại cho mình này, chúng ta sẽ kẻ hơi chéo, hơi cong xuống phần này một chút. Chưa? Cắt phần này ra. Đó, chưa nhỉ? Bây giờ này, từ đường chính giữa, chúng ta sẽ có một cái ly đầu tiên. Các bạn sẽ lấy từ chính giữa ra đây cho mình là khoảng 3 phân. Đó, chưa nhỉ? Ly đầu tiên này, đường giữa của thân trước, các bạn lấy ra đây cho mình 3 phân. Giới hạn phần chân ly nhá. Chân ly thì các bạn sẽ lấy từ hạ eo xuống cho mình một phân rưỡi. Kẻ cho mình một đường ngang vào đây. Nhá. Ly đầu tiên. Chỗ này các bạn lấy vào đây cho mình khoảng 1/2. Đây là 1,2 nhá. Các bạn nối cho mình từ điểm 3 phân này đến điểm 1,2. Phút xuống đây. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ được cái ly đầu tiên. Ly thứ hai thì nó sẽ nằm trên cái đường bổ ở đây. Và các bạn kéo dài tâm ly xuống cho mình. Nhá. Chúng ta cắt này. Cắt phần này ra. Đóng phần ly ben này vào cho mình. Và sửa lại đường sườn này. Chưa? Đây là ly thứ hai nhá. Ly thứ ba thì các bạn sẽ lấy từ phần cạnh ly này, lấy ra ngoài nách cho mình 3 phân. Đó. Từ cạnh ly đây các bạn lấy ra đây cho mình cũng là 3 phân hoặc là 3 phân rưỡi. Chúng ta kẻ một đường vào đây. Kéo dài xuống dưới gấu. Được chưa?
và 1 ly, 2 ly và 3 ly. Đối với tân sau ở đây thì các bạn có thể, ở đây mình đang cộng 3 phân ly ở eo nhá. Thay vì các bạn vẽ 1 ly chiết tân sau, bây giờ chúng ta sẽ chia nó ra làm 2 ly. Ở đây chúng ta sẽ chia 3 khoảng này ra. Được chưa? Chia ra làm 3 khoảng, chúng ta có được 1 điểm ở đây, 1 điểm ở đây. Các bạn sẽ kẻ phần này. Chúng ta sẽ kẻ lại điểm này thẳng xuống dưới gấu này. Không cần phải vuông góc với cái đường các đường hạ đó nhỉ. Bạn cứ kẻ thẳng xuống cho mình. Đó. Thì bây giờ này, ở đây mình đang cộng 3 phân ly nhá. Cái ly ở ngoài này mình sẽ chiết to, thì bạn sẽ lấy ra đây cho mình. Ta sẽ lấy mỗi bên là 1 phân. Ly ở đây thì bạn sẽ lấy là 5 ly thôi. Chỗ này là 2 này, đây là 1. Được chưa? Phản đối lại với nhau. Và sẽ tạo thành một cái ly ở đây. Được chưa? Các bạn muốn để cho cái khoảng này này nó rộng ra hơn thì chúng ta sẽ vẽ. Các bạn có thể vẽ cái ly này dịch ra ngoài một chút. Đó. Được chưa? Các bạn vẽ cái đường tâm này này dịch ra ngoài, sau đó chúng ta vẽ lại ly để cho tăng cái khoảng ở giữa của hai ly này, đây này, nó to lên, nhìn cho nó đều nhau. Đó, chưa? Mình sẽ lấy theo ly màu xanh nhé. Chúng ta có phần giới hạn ly, chân ly của thân trước là từ hạ eo xuống 1,5 phân, thì thân sau này các bạn sẽ lấy từ đây xuống cho mình 1,5 phân, kẻ ngang dây cho mình một đường để chúng ta giới hạn được cái phần chân ly nhé. Ok, bây giờ này họ sẽ cắt phần này ra cho mình. Ly đầu tiên chúng ta sẽ bấm phần này ra. Bấm này ra cho mình này. Họ sẽ giải tách cái phần này ra cho mình. Dán thêm giấy vào đây. Bạn giải tách ra cho mình tầm khoảng 3 phân thôi. Được chưa? Cái cạnh trên này là 3 phân thôi nhá. Và dán cố định một cạnh vào. Sau đó này, ta lấy từ đây ra 3 phân. Nối vào đây. Còn dán để cái bên cắt này còn lại vào đây. Đó, ta có được ly đầu tiên. Các bạn cắt bớt phần rồi này đi cho mình. Chưa. Phần này khi một các bạn may thì chúng ta sẽ hất từ sườn vào nha. Đây. Giới hạn nó may, các bạn may có đến đây thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đoạn này nó sẽ hơi phồng lên một chút này.
Đó. Giống như ở trên trên mẫu nhá. Chưa? Đó. Ta sẽ được một ly đầu tiên. Ly thứ hai này. Con sẽ lọc bỏ theo ly ở đây ra. Tỉa lại phần đầu ngực cho mình. Cắt đến đúng cái đường giới hạn chân ly đây cho mình thôi. Cái ly thứ ba chúng ta sẽ cắt phần này ra. Được chưa? Đây, các bạn giới hạn mình cắt nhà để cho các bạn hình dung ra được chúng ta may đến đấy nhá. Và bây giờ thì các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy khác. Bạn sẽ giải phần này tách ra cho mình để được cái ly thứ hai và thứ ba. Bạn sẽ cắt theo đường tâm ly này, cắt xuống dưới gấu cho mình. Dán cố định vào đây. Các bạn giải tách này, chúng ta đo từ cạnh ly đây nhá. Đến đây này. Các bạn giải tách ra cho mình tầm khoảng 7 phân, 6 đến 7 phân. Đó, chúng ta được một ly đầu tiên. Ở đây là ly thứ hai rồi chứ. Đó. Tiếp này. Đây chúng ta bấm thẳng dưới luôn. Các bạn giải giải tách cái phần này ra cho mình. 6 đến 7 phân. Được chưa? Chúng ta dán cố định vào đây. Sau khi được rồi nhá, thì các bạn sẽ cắt lấy mỗi phần mở ly ra cho mình thôi. Phần này khi các bạn đặt lên trên vải chúng ta sẽ chừa đường may ra hết nhé. Bây giờ này, phần này ly nó sẽ hất từ sườn hất vào đường gấp đôi giữa thì các bạn sẽ may. Một ly. Ly thứ hai này. Chúng ta tính từ cạnh này nhé. Đây này. Hai ly này. Đó. Đấy chưa? Con này đã phồng lên rồi đây.
Y thứ ba ở đây. Y thứ ba này các bạn có thể gấp từ từ đây hất ra nhé. Chưa, gấp đây hất ra được. Mình sẽ dán phần này vào. Ở đây khi các bạn may nhá, chúng ta hất cái ly này ra đây này, các bạn sẽ chạy ghim vào đây cho mình một điểm. Đấy, máy chúng ta chạy máy mà, các bạn sẽ ghim vào đây lại mũi đây nhá, đặt ở trên mặt phải này, ghim vào đây luôn để cho nó ghim cái phần ly vào đó, chưa. Đây chúng ta được phần thân, phần nơ nhá, phần nơ này, phần nơ này các bạn sẽ làm bất kỳ, chúng ta muốn nơ to hay nơ bé thì các bạn sẽ cắt bằng bấy nhiêu. Đây, ví dụ mình làm phần nơ nó rộng tầm khoảng 8 phân. Hai đầu sẽ to hơn một chút. Chúng ta có một cái ly này. Sẽ đo đủ ở đây là 8 phân nhé. Đây chúng ta sẽ có cái nơ như này. Các bạn sẽ kẹp nó vào phần phần ly đầu tiên ở đây. Đấy, chúng ta kẹp nó vào đầu này. Sau đó thì các bạn mới chiết cái ly nhé. Chưa? Đó. Ok chưa? Phần này nó chỉ dính ở đây thôi nhá. Phần này các bạn may một cái đáp vào bên trong. Sau đó chúng ta khâu cái cạnh này vào đây cho nó in. Chưa? Nhớ là cái nơ này phải lộn nhá. Chưa? Lộn nó. Các bạn có thể đây là mép có đôi, chúng ta gấp nó vào. Chưa? Nhớ là cắt đầy mép có đôi, hoặc các bạn để luôn nó một mảnh này vào chúng ta may lộn. Chưa? Kẹp vào đây. Đối với thân sau thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình này. Chúng ta sẽ bấm phần này ra, lọc bỏ ly đi này. Đấy. Chúng ta lọc bỏ ly đi hết nhé. Sau đó thì các bạn cũng sẽ giải tách phần này ra cho mình, giải tách phần này ra tương tự như lần trước, được nhỉ? Đó. Về phần tay. Phần tay đây. Các bạn có thể thấy phần tay này nó cửa tay nó rất rộng nhá. Chưa? Thì chúng ta các thiết kế một cái tay cơ bản này, sau đó sẽ các bạn sẽ gấp.
gấp ra đây cho mình tầm 5-6 phần từ mép đôi nha, chúng ta gấp thêm ra 5-6 phần, được chưa? Ta dâng cái phần đầu tay này lên 3-4 phần. Bạn vẽ lại cho mình. Đó, cửa tay đây, phần cửa tay này nó rộng thoải mái luôn, các bạn cứ gấp đều ra thế cho mình là được. Ta được cái tay này, sau đó thì các bạn sẽ rút rút nhún cái phần này. Đó, rút nhún lại để cho nó vừa được phần vai nhá. Các bạn có thể đo cho mình đây, hai cái phần vai mà các bạn đã cắt đi nhá. Đây của thân sau, đây của thân trước này. Đo cái phần vòng nách này cho mình bằng bao nhiêu này? 22 phân rưỡi, 22,5, được chưa? Chúng ta ướm phần nách của thân trước này, đánh dấu vào đây, ướm phần nách của thân sau, còn đánh dấu vào đây, được chưa? Chúng ta có đây là của thân sau này, đây là của thân trước này, thì khoảng này là chúng ta may vào thân rồi. Đấy nhá, cái khoảng mình đánh dấu này là chúng ta may vào thân rồi. Thì từ khoảng này đến đây, các bạn sẽ rút nhún cả cái khoảng này vào để cho nó bằng 22,5, cho nó bằng đúng cái phần vai mà các bạn đã cắt đi rồi đấy. Thì khi đó nó sẽ bám được vào cái vai của chúng ta. Đó, được chưa? Cái này các bạn sẽ may hai lớp nhé, chúng ta lộn đây này, cái lớp lót của nó đây này. Các bạn rút nhún vào, sau đó chúng ta sẽ may lộn một cái lớp lót vào bên trong. Chưa? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cắt mẫu đầm cho mẫu có sẵn. Cảm ơn, cảm thấy video ích hãy like, chia sẻ và ghi theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.